Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với dân biểu đương nhiệm, dân biểu Hubert Võ khu vực 149, và anh cũng là ứng cử viên để mà chạy đua vào chiếc ghế, giữ nguyên chiếc ghế này với ứng cử viên là luật sư Ao Hoàng, tức là luật sư Hoàng Duy Hùng, cựu nghị viên khu vực F, cũng tranh cử vào tháng 11 tới đây. À, trong câu chuyện tiếp tục dở dang trong phần 1 thì bây giờ tiếp tục hỏi anh Hubert Võ là chúng tôi được biết rằng là mỗi khi mà ai mà ra tranh cử đó thì tiền cũng tốn lắm. Như vậy thì mà thường mấy ông như tổng thống cũng công bố là quỹ gây quỹ có được bao nhiêu, kỳ này bao nhiêu, thì không biết kỳ này anh gây quỹ được bao nhiêu và coi như tốn tiền nhiều không anh? Dạ thưa anh Hương Yên, mỗi lần mà có một cuộc tranh cử đó thì bên Mỹ này đó, cái lúc nào cái vấn đề mà tài chính nó cũng là rất là quan trọng nhà thưa anh. Thì trong những cái quá khứ vừa qua, những cái cuộc tranh cử quá khứ vừa qua đó thì Hubert Võ lúc nào cũng cái ngân quỹ phải là phải từ 300 tới 350 ngàn. Thành ra lúc nào cái đó cũng là một cái yếu tố rất là chánh nhà thưa anh Hương Yên. Thì năm nay thì Hubert Võ cũng nghĩ là cũng sẽ dùng hết khoảng 300 tới 350 ngàn dạ thưa anh. Dạ vâng, cũng khá nhiều, nhưng mà cái đó là tiền túi của anh, là anh phải gây quỹ được bao nhiêu phần trăm, còn tiền túi bao nhiêu phần trăm đấy? Dạ có lúc đầu thì hầu như Hubert Võ bỏ rất là nhiều tiền túi ra cái campaign đầu tiên, nhưng mà sau đó này đó thì có một số khối cử tri đã nhận thấy được cái công việc làm của Hubert Võ, thành ra có sự ủng hộ của khối cử tri rất là nhiều dạ thưa anh. Dạ Thì vâng. nó cũng trám vô cái những cái ngăn quỹ đó một phần nào dạ Dạ thưa vâng. anh. Kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là những người mà hoạt động dân cử mà quỹ tranh cử cũng rất là nhiều, và chúng tôi thấy ai mà ủng hộ, tranh thủ được sự ủng hộ của đồng hương đó mà đóng góp nhiều thì người đó sẽ đỡ lỗ, đỡ phải bỏ tiền túi ra nhiều. Nhưng mà chúng tôi một điểm mà phải nói là cũng rất hơi tế nhị, mà chúng tôi cũng phải đặt câu hỏi cho những biểu luật võ đó, là bên phía luật sư Hoàng Duy Hùng cứ cáo buộc là bên phía luật dân biểu luật võ cứ nhận tiền rất là nhiều ủng hộ cho cái cơ quan phá thai này kia, thì Hưng Yên không rõ rằng là cái đó vẫn là bình thường chứ, rồi nó có phải là vấn đề là điểm yếu của anh hay không, hay là cái đó là nó như thế nào, thì xin anh giải thích cho đồng hương mình rõ, bởi vì đây là cơ hội để anh Hubert Võ giải thích cho quý vị nghe, bởi vì bên phía bên kia đối phương là hay dùng cái đó để mà đưa ra là dân biểu Hubert Võ ủng hộ cho phá thai rồi lấy tiền của tổ chức ủng hộ phá thai để tranh cử, thì điều này anh giải thích đồng hương như sao ạ? Dạ thưa anh Hưng Yên, cảm ơn anh đã đặt cái câu hỏi đó lên. Thì Hưng Võ, dạ thưa quý đồng hương, mình là một cái người Việt Nam gốc Á Đông thì không bao giờ mà chúng ta biết là cái sự mà liên hệ về gia đình đó lúc nào nó cũng rất là chặt chẽ, và mình tôn trọng những cái luật sống ở đời. Không bao giờ mà một người với một cái học vấn và cũng như một cái sự dạy dỗ trong gia đình mà không có ai mà có thể mà lúc nào là nói là ồ cứ phá thai phá thai. Cái điều đó là nó trái với cái lương tâm con người, dạ thưa quý đồng hương. Nhưng mà có những cái cơ quan hiện nay của tiểu bang Texas là những cái cơ quan đó là kế hoạch hóa gia đình, dạ thưa anh. Thì kế hoạch hóa gia đình đó thì lúc nào họ cũng coi về cái chăm sóc cho về phụ nữ từ lúc mà người thai, từ lúc mà kế hoạch hóa gia đình sanh đẻ, hay là những cách mà nuôi dưỡng bào thai như thế nào, vân 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 vân. Và trong đó cũng có họ cũng có một cái service và chính phủ liên bang cho họ làm, là cái đó mà những cái sự lựa chọn của người đàn bà mà không có muốn giữ baby thì họ cho cái quyền lựa chọn của người đàn bà. Thành ra có những cái cơ quan như vậy, thành ra thì lúc nào về cái vấn đề mà đàn bà, cái sự tự do của người đàn bà lúc nào mình nghĩ rằng mình sống trong một cái thế giới văn minh, một cái nước văn minh thì mình cũng tôn trọng hết tất cả những cái nhân quyền, những cái sự lựa chọn khác nhau của người công dân. Thì cái lịch trình của người Mỹ đã không có lâu đây, thì từ năm 1968, nếu Hubert Võ nhớ không không lầm đó, thì từ năm 1968 cái người da đen mới có được quyền đi bầu, và cái người phụ nữ cũng phải tranh đấu để mới có được quyền đi bầu. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chúng ta không có tôn trọng những cái nhân quyền đó thì chúng ta có thể là đi ngược về cái sự thời xa xưa, hồi xưa, hoặc là có những cái nước vẫn còn áp dụng cái chế độ đó hay sao, coi một người phụ nữ, một người đàn bà là một cái người công dân thấp thấp kém hơn người đàn ông hay sao. Thì cái đó là cái sự lựa chọn
của một người đàn bà mà Hiếu Bộc Võ phải tôn trọng, dạ thưa anh? Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là một lời giải thích, nhưng mà Hưng Yên cũng muốn tò mò hỏi thêm Dân Biểu Hiệp Võ. Như vậy thì Dân Biểu Hiệp Võ không lo rằng cái điều đó nó sẽ làm mất đi một số những cái cử tri về vấn đề tôn giáo hoặc không thích cái vấn đề mà nạo thai, phá thai? Dạ thưa anh Hưng Yên, cái vấn đề đó không phải là vấn đề mà phá thai hay là vấn đề ủng hộ phá thai hay gì, mà Hiếu Bộc Võ ủng hộ cái quyền lựa chọn của người đàn bà. Thứ nhất là cái quyền công dân của tất cả mọi người, như chúng ta hiện nay qua đây mà có cái quyền công dân của chúng ta đó, nhờ những cái người đã đi trước chúng ta, như là những cái khối cử tri của người da đen, của người Mỹ Tây Cơ đã tranh đấu cho nhân quyền tự do, tới khi mà cái người Á Đông của chúng ta có được những quyền lợi đó như là tất cả những người khác, ngang hàng hoặc bình đẳng với tất cả những mọi người trên nước Mỹ này. Cái đó chúng ta cũng phải nghĩ tới, đây là sự tranh đấu về nhân quyền, về bình đẳng của con người tại trong cái xã hội này anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là một góc cạnh mà chúng ta phải biết thêm để mà chúng ta có thể cân bằng lại những cái ý kiến bên phía đối phương của Dân Biểu Hiệp Bạch Võ. Nhưng mà nếu mà có một lựa chọn nào đó, Hưng Yên không biết rằng là cái quỹ đó ủng hộ anh Dân Biểu Hiệp Bạch Võ nhiều không? Nếu có một lựa chọn nào đó là mình bây giờ mình không đụng tới cái việc đó để cho khỏi phải bên kia khỏi có cái lý do để mà cáo buộc mình nữa thì có được không ạ? Dạ thưa, cái đó là mình thấy cái nào đúng thì mình cứ làm anh. Thì trong một cái cuộc tranh cử nào đó thì rất là có nhiều khối khác nhau có thể ủng hộ mình, và mình nghĩ rằng cái nào mà làm đúng thì mình ủng hộ người ta sẽ ủng hộ mình anh. Dạ thưa, cái đó là một cái cơ quan kế hoạch hóa gia đình, chứ không phải là chỉ là chuyên môn về vấn đề mà phá thai. Và Hiếu Bộc Võ nghĩ rằng chúng ta phải tôn trọng cái quyền của người phụ nữ, chúng ta không có cho người phụ nữ là một cái như hồi nãy Hiếu Bộc Võ vừa trình bày, là không phải cho một cái giới phụ nữ là một giới mà thấp kém hơn giới nam của chúng ta. Thành ra họ mới được cái quyền công dân để đi bầu mới đây thôi, không có lâu lắm. Thành ra chúng ta phải tôn trọng và để cho họ bình đẳng với lại cái con người, giữa con người với con người. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì quả thực là Dân Biểu Hiệp Bạch Võ nói một câu mà chúng tôi cũng thấy rất là hợp lý. Bởi vì mỗi cái chương trình thì vẫn có những cái cử tri, vẫn có những cái đối tượng người ta ủng hộ theo cái chương trình đó. Chẳng hạn nói tới đồng tính luyến ái chẳng hạn, thì đâu phải là cứ ai cũng chống đồng tính luyến ái mà ai cũng ủng hộ đồng tính luyến ái đâu. Thì một người dân cử thì phải chọn lựa và đi theo con đường mà cho là đúng quan điểm, mà thậm chí quan điểm của đảng nữa, phải không thưa anh? Dạ, cái quan điểm của đảng không có ép buộc mình phải đi theo quan điểm của đảng. Dạ thưa anh, thì mặc dù quan điểm của đảng như Hiếu Bộc Võ, đảng Dân Chủ, thì Hiếu Bộc Võ đi làm thì đảng Dân Chủ lúc nào cũng nói là Dân Biểu Hiếu Bộc Võ, ông cứ làm việc để mà có thể mà giúp những cái nhu cầu trong cái đơn vị của ông, để mà cái đơn vị đó những cái người mà không có tiếng nói có cơ hội để phát triển, chứ không có ép buộc là phải đi theo cái này đi theo cái kia. Nhưng mà mình, đây là những cái cá nhân, sự lựa chọn cá nhân, mình thấy cái nào đúng thì mình ủng hộ thôi. Dạ vâng, như vậy là quý vị đã hiểu thêm rồi. Nhưng mà tiện thể nhân trong cái chủ đề này, Hưng Yên thấy là người ta dư luận đó thưa anh, cũng như là email trên diễn đàn, mà phải nói là email trên diễn đàn bây giờ chúng tôi thì không dám nói, nhưng mà rất là phức tạp, đôi khi là tùm lum hết, mà đôi khi không biết nguồn gốc đó là email ở đâu và cái giá trị như thế nào. Nhưng mà tiện thể cái dư luận thì hỏi luôn Dân Biểu Hiệp Võ để cho Dân Biểu Hiệp Võ giải thích cho quý vị rõ luôn đó, là Hưng Yên nói một số email nói rằng là Dân Biểu đã bỏ cái vấn đề mà chống cái dự luật là người phụ nữ trước khi phá thai phải nghe một cái tiếng tim của đứa con của mình để trước khi quyết định đó, mà Dân Biểu đã chống lại cái đó. Thì Dân Biểu có thể giải thích tại sao, có lý do tại sao, và có hay không ạ? Dạ thưa anh, nhiều vấn đề quá, nhiều vấn đề đã đưa tới mà một cách làm luật như là một cái nhà luật làm luật như Hiếu Bộc Võ, thì mình phải cân nhắc làm sao nó có sự tế nhị, sự cân bằng. Và nếu như mà như để trả lời cái câu hỏi của anh Hưng Yên đó là nếu như mà trong cái đó mà trước khi bà phụ nữ phá thai thì phải nghe cái tim đập của hài nhi như thế nào. Và thứ cuối đồng hương, nếu như chúng ta là con người mà chúng ta phải hiểu biết, mà một khi một con người đã lựa chọn cái đó, làm sao mà phải để con người đó qua một cái sự hành hạ nữa. Cái đó là một sự hành hạ. Và thứ quý đồng hương, bắt cái người phụ nữ phải hành hạ người phụ nữ, người ta đã có cái một cái quyết tâm chọn lựa theo cái cách của người ta, thì làm sao mà bắt người ta phải
phải phải qua những cái hình phạt đó, hay những cái bằng những cái mà đày đọa đó như vậy, tại vì cái đó không có làm đúng cho cái con người. Cái đó là kể như người ta nói là kêu bằng hành hạ cái thể cái tâm lý của con người, tại vì một khi mà người ta đã quyết định như vậy là không có gì mà người ta thay đổi nữa hết. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quả thực là thêm một góc cạnh nữa để quý vị hiểu. Hình như là lý luận theo kiểu nào hình như cũng có lý. Chúng tôi thấy là dân Mỹ và Võ nói thì chúng thấy cũng rất là, đôi khi người phụ nữ đã quyết định mang thai, phá thai rồi, và còn như anh Hy và Võ nói là hai chữ mà đầy đọa đó. Rồi nhưng mà một số người nói là cũng chính nhờ cái đó để mà lôi kéo lại người phụ nữ sẽ không phá thai nữa. Thì cái cách nào cũng đúng mà tùy theo quý vị, để một quý vị có cùng quan điểm quý vị hay không. Thì bây giờ đó thì chúng tôi dành một vài phút cho thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại để mà phỏng vấn tiếp tục Dân Mỹ Hội Võ nữa trong một số những cái chương trình anh sắp tới khi anh thắng cử, cũng như là một số những thành quả của anh Hy Vật Võ trong năm nhiệm kỳ vừa qua, để một quý vị tỏ tường thêm. Kính mời quý vị trở lại sau vài thông tin thương mại.